mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai, không rõ ràng và không sợ lạc mất nhau. Bề ngoài ta giống như một tình nhân, sự thật phía sau chỉ là người dưng. Cả hai chấp nhận, không ai hối hận trong câu chuyện này, không hứa hẹn trong.